Nhận định Argentina với Ecuador, 7 giờ ngày 8 tháng 9, vòng loại World Cup 2026. Nhận định Argentina với Ecuador, 7 giờ ngày 8 tháng 9 tại vòng loại World Cup 2026, dự đoán tỷ số Argentina với Ecuador cùng các chuyên gia phân tích. Nhận định Argentina với Ecuador tại vòng loại World Cup 2026. Argentina vẫn đang thăng hoa sau chức vô địch World Cup 2022 khi đánh bại Pháp ở trận chung kết đáng nhớ tại Qatar. Trước khi chiến dịch vòng loại World Cup 2026 bắt đầu, Argentina là một trong những ứng cử viên vô địch World Cup dù rằng họ vẫn còn một chiến dịch vòng loại dài hơn phía trước. Điều đầu tiên và quan trọng nhất là nhà đương kim vô địch phải đủ điều kiện tham gia giải đấu. Tuy nhiên, với những gì đang thể hiện, đây có lẽ sẽ là nhiệm vụ không hề khó khăn. Lionel Messi và các đồng đội vẫn đang duy trì phong độ tuyệt vời gần đây. Kể từ trận thua sốc trước Saudi Arabia trong trận mở màn World Cup 2022, La Albiceleste đã toàn thắng cả 10 trận liên tiếp. Từ sau chức vô địch World Cup 2022, Argentina đã thắng 4 trận giao hữu liên tiếp, lần lượt trước Panama, Curaçao, Australia và Indonesia, đồng thời cũng giữ sạch lưới trong cả 4 trận đấu đó. Argentina chắc chắn muốn bắt đầu chiến dịch vòng loại World Cup 2026 bằng một chiến thắng và với lợi thế sân nhà, đây có lẽ sẽ là kết quả trong tầm tay. Bên kia sân, Ecuador đủ điều kiện tham dự World Cup 2022 nhưng bị loại ngay từ vòng bảng. Tuy nhiên, họ đã giành được một chiến thắng và ghi được 4 bàn thắng trong thời gian ở Qatar. Bên cạnh đó, Ecuador cũng có thành tích vòng loại khá tốt trong vài thập kỷ qua. Họ đã góp mặt ở 4 trong 6 kỳ World Cup gần nhất. Hành quân tới Buenos Aires, các cầu thủ Ecuador có phong độ khá tốt khi thắng 3 trận gần nhất. Sau chiến thắng trước Australia và Bolivia, đoàn quân huấn luyện viên Felix Sanchez đã đánh bại Costa Rica 3-1 trong trận gần nhất. Thông tin lực lượng Argentina với Ecuador. Cả hai đội đều có những nhân sự tốt nhất của mình. Với chủ nhà Argentina, thủ quân Messi sẽ dẫn dắt hàng công với sự có mặt của tài năng trẻ Julian Alvarez và rất có thể tiền đạo đang thi đấu vào form tại Inter Milan, Lautaro Martinez cũng có mặt. Với Ecuador, Moser Caicedo và Joser Cifuentes nhiều khả năng sẽ góp mặt ở hàng tiền vệ Ecuador. Đội trưởng giàu kinh nghiệm Ener Valencia chuẩn bị có lần khoác áo đội tuyển quốc tế thứ 80. Đội hình dự kiến Argentina với Ecuador. Argentina 4-3-3 Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, Depay, McAllister, Di María, Alvarez, Messi, L. Martinez. Ecuador 5-4-1 Galíndez, Preciado, Torres, Arboleda, Pacho, Espín, Plata, Caicedo, Ruello, Mena. Valencia. Dự đoán kết quả trận Argentina với Ecuador 2-0. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.